Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai vàng nha quý vị. Thôi vậy. Lên đi. À, chào anh. Chào anh, chào tất cả anh em. Thì hôm nay có dịp số cây mai để giao lưu với anh em. Anh em xem tham khảo ha. Cái nào vừa ý thì alo em. Bao ship ha. Số điện thoại thì em để tiêu đề. Chưa hết giật mình rồi đó. Cao 80. Rồi, mã số 1 cao 80. Rồi, quanh lớn. Quanh 23. Rồi, để luôn quý vị. Để quá xá đế ha. Đặt kẹo luôn. Rồi, vô luôn như anh. Cái này 1.7 anh. Rồi, 1.7. Xuống cây. Mã số 2. Chiều cao. Chiều cao 80. Rồi, 80 cao. Rồi, mình vô hoành luôn rồi quý vị. Hoành 22 anh. Rồi, 22. Để luôn. Rồi, vô luôn như anh. 600 anh. 600. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Cao 60. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 19. Rồi, xây luôn. Rồi, vô luôn như anh. 500 anh. 500, rồi, xuống cây. Mã số 4. Cao 50. Rồi, 50 cao. Rồi, mình vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 15. Rồi, vô luôn như anh. 2.5 anh. 2.5 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 5. Cao 60. Rồi. Rồi, trúng lành lành lành. Dài. Rồi, vô quanh luôn. Quanh 16. Rồi, 16. Rồi, vô luôn như anh. 300 anh. 300, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 1m1. Mã số 6. 1m1 cao. Rồi, quanh luôn. Quanh 23. Rồi, 23 quanh. Để cũng xè cũng đều luôn nè. Rồi, vô luôn như anh. 600 anh. 600 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Cao 1m1. Rồi, 1m1 cao. Tại cành đặt kẹo luôn. Rồi, mình vô hoành luôn quý vị ơi. Hoành 24 anh. Rồi, 24 hoành. Để nghe nghe kỹ nha. Đó, quả xa đế luôn ha. Phân bố rất là đều. Rồi, vô luôn nhiêu anh? 1.3 anh. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây. Mã số 8 quý vị. Cao 1m. Rồi, 1m. Rồi, quanh luôn. Quanh 22. Rồi, xe luôn. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu như anh. 900 anh. 900. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Cao 90. Rồi, 90 cao. Rồi, hoành luôn nha quý vị. Hoành 22 anh. Rồi, 22. Để luôn. Để cộng to to không ha, điều bầu nè. Rồi, giao luôn như anh. 900 anh. 900, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 10. Rồi, chiều cao. Cao 1m2. Rồi. Tại cành quá xá ha.
Rồi vô Hoành luôn nha quý vị. Hoành 22. Rồi, để đây. Rồi vô luôn nhiêu đây anh? 600 luôn anh. 600. Rồi xuống cây. Số 11. Cao 1m1. Rồi 1m1. Rồi vô Hoành luôn quý vị. Hoành 21. Rồi để xè luôn ha. Rồi vô luôn nhiêu anh? 600 luôn anh. 600. Rồi xuống cây. Rồi mã số 12. Cao 35. Rồi 35. Rồi Hoành luôn. Hoành 17 anh. Rồi 17 Hoành. Để quý vị nghĩ ha. Cũng có nè, cũng phân bố đều bốn mặt có nè. Rồi giá luôn như anh? 250 anh. 250. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 13. Rồi chiều cao. Cao 1m1. Rồi 1m1 cao. Rồi vô Hoành luôn nha quý vị. Hoành 22 anh. Rồi 22. Để luôn, để nôm luôn, cộng to luôn. Rồi giao luôn nhiêu anh? 500 anh. 500. Rồi xuống cây. Mã số 14. Cao 60. Rồi 60 cao. Tay cành đều luôn. Mình mắt tre mắt trúc ngẩn nhìn cũng lạ mắt ha. Rồi Hoành luôn. Hoành 16 anh. 16. Rồi giao luôn nhiêu anh? 250 anh. Rồi 250. Rồi xuống cây. Rồi số 15. Cao 65. Rồi mầm xanh cực mạnh luôn ha. Dán lắc lắc luôn. Rồi vô Hoành luôn nha quý vị. Củ đế nở quá nè. Hoành 23. 23. Rồi xây xây đế luôn. Rồi giá luôn nhiêu anh? 1 triệu anh. 1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 16 luôn. Cao 1m. Rồi 1m cao. Rồi em vô Hoành luôn rồi quý vị. Hoành 24 anh. Rồi 24. Để cộng nào nó hết sức ha. To to không ha. Rồi giao luôn như đen. 1 triệu 2 anh. 1 triệu 2. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17. Cao 65. Rồi 65. Rồi Hoành luôn như cái gì? Hoành 15. 15. Đó, đây đây. Rồi giao luôn như đen. 200. Rồi xuống cây. 200 được rồi. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 18. Cao 50. Rồi Hoành luôn anh. Bán rồi. 23. Rồi vậy nghe kỹ nha. Rồi giá luôn nhiêu anh? 1 triệu anh. 1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 19. Ôi cây này bự ạ. Rồi cao 90. Rồi xuống Hoành luôn nha quý vị. Hoành 15 anh. Rồi 15. Rồi, có củ đế luôn. Rồi giá luôn nhiêu anh? 200 anh. 200. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Cao 85. Rồi mã số 20. Rồi vô Hoành luôn nha quý vị. Rồi để luôn. Hoành 15 á. Để đây. Bốn mặt có đủ nha. Rồi vô luôn như anh. 250 anh. 250. Rồi xuống cây. Rồi mã số 21.
cho 75. 75. Rồi, vô vành luôn. Vành 18. Rồi, xe xe. Rồi, vô luôn nha anh. 4,5 anh. 4,5. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo luôn. Mã số clip. Cao 85. Mã số 22. Tay cành cũng quá xá ha. Rồi, vô vành luôn quý vị. Vành 16 anh. 16. Để tứ phía. À, phía nào cũng có. Có đủ ha. Rồi. Giao luôn nhiêu anh? 2,5 ha. 2,5. Rồi, xuống cây. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo anh Cường, còn quý vị có chốt nguyên cái lô này thì có giá sỉ luôn nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.